Thân chào các anh chị, video này sẽ hướng dẫn các anh chị về cách thức đăng nhập chương trình, đồng thời cũng hướng dẫn một số cái đặc điểm của các cơ sở làm việc của chương trình bệnh án điện tử sử dụng trong chương trình đào tạo 3 tháng của Bộ môn bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thì để đăng nhập chương trình thì các anh chị phải sử dụng cái địa chỉ tên là bác sĩ gia đình thành phố Hồ Chí Minh .vn gạch ngang vnime. Chúng tôi xin nhắc lại cái địa chỉ này vì nó quan trọng. Một số anh chị dễ lạc đường vào cái địa chỉ của trang demo, dẫn đến việc là một số cái bệnh án cũng như các công việc anh chị làm sẽ không được tính điểm, tại vì chúng tôi không có ghi nhận những cái thông tin đó trên cái trang demo. Quay lại, đối với trình duyệt này thì sau khi nhập địa chỉ chúng ta sẽ có giao diện giống như sau. Thì tôi xin đăng nhập chương trình với một cái tài khoản tạm tên là học viên, mật khẩu. Thì chúng ta thấy rằng cái trang web được truy cập vào, chúng ta sẽ có giao diện gồm có 3 mục. Mục bên tay trái này chính là các cái thư mục lệnh của chương trình. Ta thấy là những cái như lịch làm việc, bảng theo dõi của phòng khám, coi như là số bệnh nhân khám trong ngày vân vân, hộp thư nhắn, rồi những cái thao tác liên quan đến bệnh án, về xét nghiệm, về báo cáo và một số cài đặt khác. Cửa sổ bên phải chỉ gồm hai cửa sổ lớn, một cửa sổ phía trên là cửa sổ trạng thái. Thì cửa sổ trạng thái này chúng ta sẽ thấy là có tạo hồ sơ bệnh nhân vân vân, cửa sổ chính vân vân. Thì khi thi này chúng ta chưa thấy nhiều thông tin tại vì chúng ta đang đứng ở một trạng thái là không có mở hồ sơ bệnh nhân. Ngược lại tôi xin mở đã mở sẵn một cái cửa sổ kế bên. Cái cửa sổ này chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy là thông tin bệnh nhân là tên là Minh với mã số ID vân vân, thì cho thấy được trạng thái của bệnh nhân trong trường hợp chúng ta mở hồ sơ bệnh nhân lên. Quay lại, còn cửa sổ phía dưới bên tay phải này chính là cái cửa sổ làm việc chính. Hiện giờ cửa sổ đang để ở trạng thái là mở cái lịch làm việc. Đối với trường hợp chúng ta mở những cái thông tin khác, ví dụ chẳng hạn như là hồ sơ bệnh nhân hay là khám bệnh hay là lập phiếu khám hay xét nghiệm vân vân, thì tất cả những thông tin này nó sẽ được hiển thị ở cái cửa sổ chính này. Thì để đăng xuất khỏi chương trình, để thoát khỏi chương trình thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở bên tay phải góc trên sẽ có nút thoát. Chúng ta bấm vào nút thoát thì lập tức chúng ta sẽ thấy là thoát khỏi chương trình.